Celine Dion tàn phế ngồi xe lăn sau tuyên bố mắc bệnh hiểm nghèo, sự thật đằng sau ra sao? Sau thông báo hủy tour diễn vòng quanh thế giới vì căn bệnh hiểm nghèo, chủ nhân ca khúc My Heart Will Go On mới đây khiến nhiều người ngỡ ngàng với hình ảnh được cho là phải ngồi xe lăn. Cụ thể, ngay sau khi Celine Dion thông báo hủy toàn bộ show diễn còn lại đến năm 2024 vì lý do sức khỏe cách đây vài ngày, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh đáng sợ về nữ ca sĩ và cho rằng cô gần như không thể biểu diễn trở lại vì bệnh nặng. Cùng với đó, một tài khoản mạng xã hội đã đăng đoạn video một phụ nữ phải ngồi xe lăn đến đám cưới con trai và khẳng định đó là Celine Dion, khiến nhiều fan của nữ ca sĩ hoảng hốt. Trong clip bị che mờ bởi dòng chữ lớn, hình ảnh một người phụ nữ phải nhờ con trai nâng dậy khỏi xe lăn để khiêu vũ trong đám cưới của anh, khiến nhiều tài khoản mạng xã hội nghi ngờ đó là Celine Dion. Đây là Celine Dion khi dự đám cưới con trai trên xe lăn. Cô ấy đang mắc chứng bệnh hiếm, người cứng. Ôi Celine Dion xinh đẹp với giọng hát tuyệt vời đây sao, một người viết chia sẻ đoạn video. Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters mới đây xác nhận người trong video không phải Celine Dion, đó là một phụ nữ đến từ Florida tên là Katie Poirier đang mắc chứng teo cơ hiếm gặp, khiến cô phải nhờ sự trợ giúp của con trai mới đứng lên được khỏi xe lăn. Đoạn video hậu trường clip này đã được một nhà tổ chức tiệc cưới đăng tải. Vừa qua, Celine Dion đã thông báo rằng sẽ hủy toàn bộ buổi biểu diễn trong khuôn khổ tour diễn vòng quanh thế giới từ giờ cho đến tháng 4 năm sau do bệnh rối loạn thần kinh hiếm gặp của cô chuyển biến nặng. Đây là căn bệnh gây ra tình trạng cứng khớp khiến người bệnh bị cứng cơ, sau đó sẽ tiếp tục lan rộng và gây ra tình trạng cứng mọi cơ quan trong cơ thể. Mặc dù căn bệnh được chẩn đoán là không thể chữa khỏi, nhưng Celine Dion vẫn vô cùng lạc quan và hy vọng có thể tiếp tục biểu diễn khi sức khỏe diễn biến tốt hơn. Mục tiêu của Celine là tiếp tục tour diễn của mình, tất nhiên phải là khi cô ấy khỏe mạnh hơn rồi, nguồn tin của People chia sẻ. Ở thời điểm hiện tại, cô ấy đã cố gắng tập trung vào vấn đề sức khỏe, cô ấy không thể liên tục hoãn tour diễn của mình được, điều này không công bằng với những người hâm mộ. Celine Dion tỏ ra vô cùng thất vọng khi không thể tiếp tục đam mê âm nhạc của mình ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, chủ nhân bản hit My Heart Will Go On khẳng định sẽ không bỏ cuộc và tiếp tục chữa trị nhằm quay trở lại với khán giả sớm nhất có thể. Trước đó, vào tháng 12 năm 2022, Celine Dion đã thông báo về căn bệnh rối loạn thần kinh của mình mang tên SPS. Chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương, não và tủy sống. Chứng bệnh này vô cùng hiếm gặp, chỉ 1 trên 1 triệu người mắc phải. Đáng buồn thay, căn bệnh này sẽ không thể được chữa khỏi. Nguồn tin thân cận với Celine Dion cho biết, dù đã phải trải qua các biện pháp vật lý trị liệu hàng ngày, nữ danh ca vẫn cảm thấy đau đớn. Theo Viện Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ Quốc gia Mỹ NINDS, hội chứng cứng người hay hội chứng FPS là tình trạng co thắt và cứng cơ khiến người bệnh nhạy cảm với các kích thích như âm thanh, cảm xúc đau khổ. Theo Cleveland Clinic, SPS thường bắt đầu với triệu chứng cứng cơ ở phần giữa cơ thể, thân và bụng, sau đó chuyển sang cứng và co thắt ở chân cũng như các cơ khác. Những cơn co thắt xảy ra do giật mình, cảm xúc dữ dội hoặc thời tiết lạnh đủ mạnh để làm người bệnh gãy xương hoặc ngã, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Trong video đăng tải trên Instagram hồi tháng 12 năm ngoái, Celine Dion chia sẻ hội chứng cứng người ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Nó gây khó chịu khi tôi đi lại, khiến tôi không thể sử dụng dây thanh quản để hát theo cách quen thuộc, nữ ca sĩ cho biết. Căn bệnh khiến Celine Dion không chỉ không thể hát được mà nói chung việc chủ động di chuyển là rất nguy hiểm. Nếu cơn co thắt tăng lên, các cơ thậm chí có thể bị đứt. Người mắc hội chứng cứng khớp không thể đi lại, lái xe, thậm chí là ăn uống bình thường.